Rap Việt tập 1, thí sinh 16 tuổi gây ấn tượng, Trấn Thành nhận phiên dịch cho huấn luyện viên Việt Kiều. Rap Việt mong muốn đem lại những ý nghĩa mới, giá trị mới, từ đó mang nhạc rap của Việt Nam bay cao bay xa hơn, vươn tầm thế giới. Cát Mi Âm um, thí sinh 16 tuổi gây ấn tượng tại Rap Việt. Nữ rapper trẻ tuổi nhất chương trình Cát Mi Âm um mang đến game show tác phẩm Việt Nam Kiều Hùng. Màn trình diễn thể hiện lòng yêu nước, yêu dân tộc đã mang về cho Cát Mi Âm um 4 chọn từ các huấn luyện viên và 100% bình chọn từ khán giả trấn thành nhấn mạnh đây là lượt bình chọn cao nhất chương trình từ đầu đến giờ thái vg không thể ngừng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nữ rapper nhỏ tuổi em rất nhỏ tuổi và dễ thương nhưng đam mê của em thật mãnh liệt bê dây cũng khen ngợi không ngớt về niềm tự hào dân tộc của cát mi ơm phải có những khoảnh khắc như thế này anh mới hiểu được là tinh thần yêu nước là như thế nào và em đã giúp anh hiểu được điều đó cảm ơn em kết thúc tiết mục cát mi ơm lựa chọn về với tim của huấn luyện viên thái vg trấn thành nhận phiên dịch cho huấn luyện viên việt kiều thái vg Thái VG được coi là huyền thoại sống, người có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của thể loại nhạc rap tại Việt Nam. Cũng bởi vậy, sự xuất hiện của anh tại rap Việt được nhiều khán giả quan tâm. Tuy vậy, tại tập 1, Thái VG cho thấy anh khá kiệm lời, ít nói và có phần bị động do khả năng tiếng Việt hạn chế. Để khán giả hiểu những điều mà Thái VG chia sẻ, ekip đã làm hẳn phụ để mỗi khi nam huấn luyện viên lên tiếng. MC Trấn Thành cũng đề nghị Thái VG giơ tay, nếu không hiểu người khác nói gì để anh có thể phiên dịch lại bằng tiếng Anh. Kết thúc tập 1 Rap Việt mùa 3 2023, huấn luyện viên Thái VG mang về cho đội của mình hai thí sinh là VOLTAK, Cát Mi Ơm. Um. Nam huấn luyện viên Big Daddy cũng sở hữu hai thí sinh mạnh là Pháp Kiều và Gung Không Cay. B Dây thu được một chiến binh là Captain. Tập 2 sẽ phát sóng lúc 20 giờ thứ 7 3 tháng 6 trên HTV2.